Đây là con của ai? Của Banana Mẹ Tú. Con là con của Banana Mẹ Tú hả Ken ơi? Ken không có giành giật điện thoại nè. Rồi đánh mẹ luôn con. Banana đâu? À con mũi kìa Ken ơi. Con gà nó gáy làm sao? Con chó nó sủa làm sao? Chó nó sủa vù vù. Rồi con chim nó bay làm sao? Bay làm sao? Nó bay làm sao chỉ đi, nó bay lên cao. À bay lên cao hả? Con cá nó bơi làm sao? Bơi. À bơi bùm 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 bùm. À bà ngoại đâu rồi? À ông ngoại ở nhà với gì Nicky rồi, Tiki rồi, đúng rồi. Hả? Nhà Nicky ở đằng đó đó hả? Đi đằng đó đó hả? Tiki rồi, gì Nicky? Rồi Lời ơi. Dạ. Ôi dồi ôi, dễ thương. Lời có thương mẹ không? Trời ơi sao cái làm sao mờ điện thoại rồi. Lời thương mẹ nhiều không? Đây là giờ giật cả. Anh đọc không nghe mẹ đúng. Mở sao? Thôi. Nói ra con. Con này nói gì đi.